hai chồng phong thủy liền. Phong thủy. Nó chơi phong thủy. Hai vợ chồng em không tin thầy bói, nhưng hai vợ chồng em thích chơi phong thủy. Ừ. Mấy cái tin thôi. Vậy em cứ mua có đặt phong thủy gì không? Không, không có đặt gì hết. Nhưng như mà... để bàn ghế sao cho trận tiền, trận bạc gì người ta nói đó. Không. Nhưng mà em mua xong em mới biết cái hướng nó hợp với em. Ừ, hợp. Perfect luôn đó. So far là cái hướng hợp. Cái hướng hợp vậy thôi, chứ tụi em không có chơi phong thủy gì hết. Làm em thấy là vừa vô làm có tiền liền đúng không? Làm nó suôn sẻ, khách khứa rồi. Không, mọi chuyện nó smooth hơn chị. Nếu rồi. Mà chị không có hợp, chị mệt á. Vậy đâu biết trước rồi. Mua xong mới biết phong thủy hợp, chứ hồi xưa trước lúc mua thì không biết. Thích thì mua thôi. Với lại hồi lúc trước khi mua là tụi em chủ yếu đi tìm mấy tiệm nhỏ nhỏ đó. Mà trong thành phố chỉ khó tìm tiệm nhỏ lắm chứ bộ. Đâu có mở đâu, mở trung bình với bự. Nhà từ 6-8 thợ rồi trở lên không mà bự bự.